Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Trong video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn học sinh chúng ta sẽ rèn luyện và ghi nhớ được một dãy số ngẫu nhiên, có thể từ 10 số, 20 số, 30 số, 40 số, 50 số, 100 số, 200 số hoặc là 500 số. Vậy thì để mà nhớ được một cái dãy số ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ phải có cái phương pháp rèn luyện và cái phương pháp rèn luyện để ghi nhớ như thế nào thì mời các em sẽ cùng theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuyển đổi các cái con số từ 00 tới 99 qua hình ảnh và học thuộc. Thì video ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta chuyển đổi các con số từ 00 đến 14 qua hình ảnh và học thuộc. Chúng ta sẽ học thuộc bằng phương pháp liên tưởng, kết nối và kể chuyện. Ở đây số 00 chúng ta sẽ liên tưởng hình ảnh đó là quả trứng. Số 1 sẽ là cây dù. Số 2 sẽ là con vịt. Số 3 sẽ là trái tim. Số 4 là cái ghế. Số 5 là quả táo. Số 6 là vỏ ốc. Số 7 là cây dừa. Số 8 sẽ là người tuyết. Số 9 là hươu cao cổ. Số 10 là con lợn. Số 11 là cái thang. Số 12 là cá mập. Số 13 là con bướm. Số 14 là thuyền. Như vậy thì để các bạn chúng ta làm sao nhớ được các con số từ 00 tới 14 bằng các cái hình ảnh mà chúng ta vừa liên tưởng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là tiếp tục liên tưởng kết nối các cái hình ảnh và chuyển nó thành một câu chuyện. Sau đây thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta học thuộc các cái con số từ 00 tới 14 bằng cái phương pháp liên tưởng kết nối và kể chuyện. Như vậy thì các con số mình đã chuyển đổi bằng hình ảnh rồi, chúng ta sẽ liên tưởng những cái hình ảnh này thành một cái câu chuyện có liên quan tới những cái hình ảnh. Sau đây thì cô sẽ liên tưởng và kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện liên quan tới những cái hình ảnh này nhé. Tôi đang ngồi học thì bỗng dưng có một cơn mưa trứng rơi xuống, những quả trứng rơi xuống đầu tôi, vỡ ra lòng trắng lòng đỏ, rơi và chảy đầy trên đầu và trên mặt của tôi. Tôi liền với tay lấy một cây dù để che, chắn những quả trứng tiếp tục rơi xuống đầu. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có tiếng kêu vít vít vít. Thì ra có một quả trứng nó đã không vỡ mà lại nở ra một con vịt con. Con vịt con chạy lại phía tôi, dúi dúi vào chân tôi. Nó tưởng tôi là mẹ của nó. Điều này làm cho trái tim của tôi có phần thổn thức và lo lắng cho chú vịt nhỏ. Tôi liền để chú vịt lên cái ghế, sau đó thì tôi đi kiếm thức ăn cho nó. Tôi đi vòng vòng trong nhà mà không có cái gì cho nó ăn cả. Tôi chỉ nhìn thấy có một trái táo héo nằm trên bàn. Tôi liền với trái táo và định cắn ra thành những miếng nhỏ cho chú vịt con. Khi tôi vừa cắn miếng táo và nhai nhỏ những cái miếng táo ra cho vịt thì bỗng trong miệng của tôi nghe tiếng rộp rạp. Tôi nhả ra thì thấy, ồ thì ra đó là một cái vỏ ốc. Chẳng hiểu ở đâu ra có cái vỏ ốc lại nằm trong trái táo như vậy. Tôi liền vứt cả trái táo đi và bước ra ngoài vườn để tìm kiếm thức ăn. Khi tôi đi ra ngoài vườn thì bỗng nhiên tôi đá phải một cái gì đó rất là cứng. Khi nhìn xuống thì thật bất ngờ đó là một cái rìu ai vứt ở trên đường đi. Nhìn xuống cái chân thì nó đã bị dớm máu và rất là tê và đau. Tôi đang suýt xoa với bàn chân của mình thì bỗng nhiên
có một cô người tuyết đứng sừng sững trước mặt. Cô đưa cho tôi một nắm đá và nói rằng là hãy chườm vào vết thương để cho nó khỏi đau và không bị thâm và bị nhức nhé. Tôi cảm ơn người tuyết và tiếp tục lại đứng lên đi ra ngoài vườn để kiếm thức ăn. Khi đi thêm vài bước nữa thì tôi thấy có một nàng hiêu đang thì ngoái cái cục dài của mình ra để hái những cái lá và ăn ngon lành. Bên dưới đó là có một chú heo. Chú heo đang thì vác một cái thang thật là dài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi hỏi chú heo là làm sao đi đâu mà lại phải vác thang như vậy? Thì chú vội vàng kể lể cho tôi rằng là tôi đang bị một cái con cá sấu nó rượt, cho nên tôi phải leo lên cái nóc nhà kia bằng cái thang này. Chú nói với chúng tôi rằng là mọi người hãy mau chạy đi, kẻo cá mập nó ăn thịt đấy. Chúng tôi đang thì loay hoay thì bỗng nhiên có một chú bướm to khổng lồ bay tới. Chú bướm nói với chúng tôi rằng là hãy lên lưng của tôi để tôi đưa các bạn đi. Thế là chúng tôi vội vàng leo lên lưng của con bướm. Bướm liền đưa chúng tôi ra một cái thuyền lớn ở ngoài bờ biển. Chúng tôi bước lên trên thuyền và đã tránh khỏi những cái nanh vuốt của con cá mập. Như vậy thì vừa rồi cô vừa liên tưởng các cái hình ảnh kết nối và tạo thành một câu chuyện. Vậy thì qua câu chuyện này thì chúng ta đã nhắc đến số 0 là quả trứng, số 1 là cây dù, số 2 là con vịt, số 3 trái tim, số 4 ghế, số 5 quả táo, số 6 ốc, số 7 rìu, số 8 người tuyết, số 9 hươu cao cổ, số 10 con lợn, số 11 thang, số 12 cá mập, số 13 bướm và số 14 là thuyền. Vậy thì các bạn chúng ta thử xem, chúng ta hãy nghe một hai lần câu chuyện này, chắc chắn các bạn sẽ nhớ được các số từ 00 đến 14 nhé. Để các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi và học tập chuyển đổi và thuộc các con số tiếp theo tới số 99 thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào chuông để cập nhật những cái bài hướng dẫn tiếp theo của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.